Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Hôm nay như là một cái tiêu đề là mình sắp sửa cho ra một cái phiên bản, đó là Mu Mobile hoàn toàn chuẩn ở trên mobile và đi theo một cái lối 100% là PC nha anh em. Hiện tại thì có một thông tin tuyệt mật từ admin sắp sửa cho ra một cái con game Mu Mobile dựa trên là 100% nền tảng của PC, không dựa dẫm vào Origin, không dựa dẫm vào các hệ khác mà sẽ dựa vào là cái lối chơi chuẩn trên PC, cấu hình trên PC, đồ họa trên PC và cách chơi cũng chuẩn trên PC. Thì các em nhìn vào màn hình thì admin người ta đã demo một khúc nhỏ quảng cáo cho mình, thì chừng nữa là admin nhờ mình là khi up phân ra thì nhờ mình review và quảng cáo. Khi nào mà các anh em quan tâm về cái con game này hãy mạnh dạn comment nè, like nhiều vào thì mình sẽ up một cái thông tin tuyệt mật để thông báo cho anh em biết là đường đi và lối chơi cấu hình game này nó sẽ như thế nào. Thì trông chờ vào sự ủng hộ của anh em, mình sẽ cho ra một cái siêu phẩm tiếp theo nha anh em. Thì như đã hứa và đã hẹn, năm nay thì cho ra một cái con game Mu Mobile mới, nhưng mà nó chịch lời hứa với anh em, nó đã hẹn sang năm và cái server của mình cũng vậy, server của mình cũng hẹn qua sang năm. Thì thôi, hôm nay mình lên đây demo nhẹ một khúc để cho anh em biết là server và con game mới sắp sửa cập bến anh em à. Yes. Những anh em nào là tín đồ của game Mu Mobile, trải nghiệm những con game mới và đồng hành cùng với cái kênh của mình thì sẵn sàng chuẩn bị tâm lý tốt nhất để chào đón một cái con game cực kỳ mới chuẩn của mobile dựa theo nền tảng 100% của PC. Và đây là một cái thông tin chính xác anh em, sắp sửa cập nhật nha. Vì cái bản demo này admin làm sắp sửa hoàn thành và cho ra các bạn sẵn sàng đợi up phan chào đón anh em vào chung vui luôn, chắc chắn là trong năm nay nha anh em à. Qua sẵn đây thì mình tiếp theo quảng cáo review luôn cho anh em biết, trong khi chờ đợi một con game mới thì các anh em có thể là vào tận hưởng một cái server mới bên mình mới làm ra. Nói mới làm ra thì cũng không phải anh em, mình nói phải có đầu có đuôi. Đây là một server thằng ma do admin quản lý và điều hành. Thì trong khi quản lý và điều hành, một số anh em không có hưởng ứng được phong trào, không vào trong đây cài cuốc được hoặc là nhận đồ phở ghi được thì anh em đã cuốn gối ra đi. Thì hôm nay mình đã cập nhật lại, đã set up lại là thuộc quyền sở hữu bên mình, nên là cho ra một cái phiên bản cực kỳ mới và cực kỳ phờ ghi để cho anh em đón chào một cái Tết này có con game phờ ghi để chơi nè, và có một cái gì đó để là tận hưởng khi mà các anh em một cái thời gian rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì vào trong game trải nghiệm nha. Và xin giới thiệu, đây là một cái con game nằm ở cụm máy chủ lớp 2 và nằm trong cụm máy chủ là Gold 3 Legend, nằm chung cụm với là cái server tam quắc luôn, nó là server thằng ma. Thì bây giờ bên mình sẽ thêm một chữ là thằng ma phờ ghi. Phờ ghi là sao? Khi ở đây là những cái bản top người ta đã còn và đã chưa thì vào trong đây mình sẽ hỗ trợ cho anh em lên bằng top nè. Cái thứ nhất là reset bằng top. Cái thứ hai là các anh em sẽ sở hữu đồ bằng top luôn. Top có cái gì thì anh em có cái nấy anh em à. Ở đây là các anh em sẽ được hỗ trợ một cái win bar, một set đồ, hai ộp cộng chính, tùy chọn các anh em chơi cái con, ví dụ là con đất quay, con sụt master, các anh em thích là triệu hồn nè, ma thật nè, rồi thằng ma hay là quỷ dương, các anh em có thể là yêu cầu để cho bên mình làm theo cái ý của anh em. Còn cái gãy thì hỗ trợ cho anh em là gãy gồng 10% cộng chính luôn nha. Và đặc biệt khiên thì không có, thiệt thòi cho những anh em nào chơi khiên, còn như anh em chơi là đắt kim với mọi gò thì sẽ được hỗ trợ hai công cụ gồng để cho các anh em là trải nghiệm một cái con game tốt nhất. Ngoài ra thì bên mình sẽ có một cái điều lực và điều lợi để cho các anh em nhận được đồ rất là dễ anh em ạ. Chỉ cần anh em tạo một cái tài khoản ở server thằng ma phờ ghi, các anh em vào trên cái like của mình hoặc là vào ngay cái video này, các anh em nói tên anh em vô rồi có thể là liên hệ với mình tặng gen cho anh em. Cái thứ nhất là tặng gen để cho các anh em reset từ 1 tới 5 lần reset là các anh em sẽ được tặng là full cây đồ như mình đang sử dụng đây. Chỉ là có 5 lần reset thôi, các anh em sẽ sở hữu được full reset, full đồ nha. Nó rất là dễ nha anh em, chứ không có gì là khó hết. Vì là server này sẽ mở ra phờ ghi cho anh em chơi. Nếu anh em nào mà có đầu tư, có ủng hộ server á, thì các anh em có thể là liên hệ bên mình. Bên mình cũng có bán những cái gói code nhẹ, lên cấp đồ nhẹ để cho các anh em
hơn thua với nhau, vì là đồ hỗ trợ cho các anh em là một mực một, anh này mừ, anh kia cũng mừ, anh nọ cũng mừ. Nhưng mà có một cái là để nuôi server, anh em có thể là nâng cấp nhẹ thì liên hệ qua bên mình có những gói code, có những cái nâng cấp nhẹ để cho các anh em hơn thua với nhau, vì là hỗ trợ cho các anh em là bù in bằng với nhau, tương đương reset bằng với nhau, là bù in bằng với nhau anh em. Hoặc là anh em có thể là reset VIP, các anh em có thể tốn trao, các anh em chỉ việc là cắm một cái bãi quái thôi là sẽ có trao. Hoặc là các anh em có thể là xuyên đi trao cutter, hoặc là cái blood nó sẽ có ngọc nữa nha anh em. Anh em có thể là vào trên chợ để tham khảo bên cái server bên mình mở ra phờ đi. Và đặc biệt đồ bên mình rất là hạn chế, rất là ít nha. Anh em có thể là vào trong đây nhận đồ của mình là có thể đi BK thoải mái. Các anh em muốn nâng cấp thì có thể là liên hệ bên mình có để nâng cấp lên cũng vẫn được. Và ở đây là có một cái chợ Clutch Shop. Chợ Clutch Shop là thuộc hệ là đồ VIP, các anh em phải dùng là decon tiền tệ chính ở trong game, các anh em có thể mua và bên mình có bán đây. Các anh em bấm vào trong đây, các anh em bấm tất cả nè, nó sẽ có ra rất là nhiều. Các anh em có thể là vào ở trong là kiếm nè, ở đây có những cái loại kiếm nó chỉ có nè 13k là các anh em sẽ sở hữu nha. Và đặc biệt các anh em có thể là mua những như gì đây, có thể là mua nhẫn qua dây chuyền nha, nhẫn qua dây chuyền là sẽ nhẫn qua dây chuyền full, người này mua được thì người khác mua được nha, chứ không có hơn thua cao thấp gì hết. Các anh em có thể là mua trước để các anh em có thể là nắm tớp dành nguồn thu đồ các kiểu. Và đây là một server bên lớp 2 có tên là thằng Ma Free nha anh em, mo cơ trưởng quản lý và điều hành nha. Đây là server mới nhất, mới là mới bên mình mới thâu lại và mở ra phờ ghi cho anh em chơi, nhưng server này á là admin lúc trước nó đã mở rồi nhưng mà nó không có hoạt động nữa, thì bên mình thu về để mở ra một cái khai sân chơi free. Thì anh em nào có muốn đầu tư thì các anh em có thể là đầu tư liên hệ bên mình để mà có một cái code nhẹ nhá. Thì như mình đã nói, bước qua sang năm thì sẽ có là con game mới nè và có server mới, chắc ăn là server bên mình nằm cụm máy chủ lớp 2 sẽ cho ra một cái server cực kỳ mới ở một cái session 3. Mát đồ chỉ có là 380 nè, mát win chỉ có là một cái win 3, đồ chỉ có hai up thôi. Và giới hạn đồ các kiểu là nha, chứ không có mà để đồ tràn lan mất giá trị. Ở cái SS3 thì các anh em biết là đồ nó chỉ có là tầm trung thôi, đồ 380 là đã mát rồi mà chỉ có hai ọp nha anh em. Nhưng bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em những cái code phờ ghi đi dài theo năm tháng, nên các anh em yên tâm. Vì server này cũng vậy, các anh em theo dõi kênh mình và trải nghiệm server bên mình là sẽ có những cái free cho những anh em nào bên hệ cài. Vì đa phần bên mình làm ra là chủ yếu dành cho hệ cài. Lúc trước cái server thằng ma này anh em cài vô đâu được anh em, các anh em vô tầm khoảng một ngày hai ngày hoặc là một tuần các anh em không có đường để cài. Lúc trước bên server thằng ma này mình cũng đã có like, cũng đã có review các kiểu rồi, thì các anh em nhìn lại hoặc là kiếm lại những cái clip cũ thì các anh em vào là các anh em sẽ biết là server thằng ma này nó diễn biến ra sao. Lúc trước thì vào trong đây cực kỳ là nhiều người luôn nhưng mà nó trụ không được lâu anh em, vì là không có đồ phở ghi. Nếu mà các anh em đến với kênh của mình qua bên server của mình trải nghiệm thì phở ghi nó sẽ là một cái công chuyện khác, nó sẽ phở ghi rất là nhiều, phở ghi bằng top luôn, là đồ miễn phí bằng top để cho các anh em vào trong đây trải nghiệm nó một có một cái gì đó là nó nhẹ nhàng thoải mái. Anh em thích đầu tư ủng hộ cũng được, hoặc là các anh em cứ để đồ phờ ghi các anh em BK cũng vẫn được nha. Thì hiện giờ các anh em BK nếu 10 người BK thì hết 8 người là dùng đồ phờ ghi để BK. Còn tại server này mới mở hồi hôm qua là mình hỗ trợ vào ban đêm, qua hôm nay nữa là được 2 ngày anh em. Mở ra chỉ mới mở ra chỉ có 2 ngày thôi. Anh em vào trong đây rất là đông, mình sẽ đi một vòng cho anh em biết nè. Đấy, rất là đông nha, người ta farm rất là nhiều ở đây ha. Và có một cái đặc biệt là lúc nào bên mình cũng sẽ ưu đãi cái map Ikagut này là nhân ba cái lượng S lên để cho các anh em vào trong đây không cần phải đầu tư quá nhiều vào bùa, mà các anh em chỉ cần là lên trên map trên đây là các anh em có thể là farm cái lượng S lên nhân ba. Hoặc là các anh em nào chạy top thì có thể là đầu tư để mà mình kiếm một cái lượng S cho cao để mà mình giữ top. Còn nào mà các anh em cứ chơi tàn tàn á thì có thể là vào trong đây nhận đồ hỗ trợ, mua gấu bằng gen và mua bùa bằng gen. Lúc nào bên mình mở ra thì cũng có hai cái mục tiêu, một cái là để con, một cái là gen. Mở ra được 2.000 nha anh em ơi, các anh em có thể là vào trong đây để mà mình trải nghiệm, để giành một cái top BK, đứng ở bảng một cái danh sách là BK nha. Và cũng như thường lệ thì 20 giờ hàng đêm mình like trên TikTok mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Các anh em chỉ việc là báo tên nhân vật lên vào trong đây nhận gen. Nếu mà các anh em reset từ 1 tới 5 lần xong các anh em báo cho cơ trưởng nha, vì cái này sẽ hỗ trợ trực tiếp bên cơ trưởng. Đồ bên đây á, thì nó đang có giá trị nên làm cơ trưởng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh em đồ
Các anh em chỉ cần là báo bên cơ trưởng là sẽ được hỗ trợ nha. Còn các anh em nhận gen thì liên hệ với mình để lấy gen đi reset nha anh em. Cây đòn nó cực kỳ đẹp nha. Đấy, đách kiếm thì sẽ hỗ trợ cho anh em một cây kiếm gồng và một cây chùy gồng nha. Còn đách quay á, thì các anh em có thể là mua một cái khiên xốp để mình cộng master lên để lấy thủ cho nó cao. Tại vì trong phần master là nó có một cái mục khi mà cộng vào khiên thì chúng ta có thể là tăng thủ lên nó rất là cao. Và cái bộ kỹ năng của nó thì các anh em cũng có thể là lên trên map là 300, các anh em có thể là mua bộ kỹ năng công thành chiến nha, map 300 là NBC bụng bự thì sẽ mua được một cái skill như vậy đây. Còn nếu mà Sum muốn sử dụng cái skill này, một là các anh em có thể là học thẳng, nhưng mà học thẳng thì AD đã fix tất cả những server rồi. Còn các anh em muốn sử dụng thì các anh em đầu tiên là chọn con đất quay. Khi mà chọn nách quay xong các anh em chuyển nhân vật, tại vì ở bên server bên mình là phò ghi, chuyển nhân vật không tốn đứa con, không tốn reset. Các anh em yêu cầu là khi chuyển nhờ một người để kéo cho anh em đủ level reset lại là các anh em sẽ có đầy đủ buy-in lại nha. Nó không có thiếu cho anh em là một buy-in luôn. Thì khi chuyển nhân vật là tất cả những skill xóa hết, nhưng mà chừa lại một cái skill phi tiêu. Một cái phi tiêu cực kỳ mạnh. Khi mà Sum sở hữu cái này đi BK thì có những clip mà mình dùng Sum để đi BK, mấy anh top chạy bỏ giò bỏ dép đó, thì các anh em nhìn vô biết rồi. Kết hợp con Sum mà kết hợp vô cái skill phi tiêu này nữa thì nó BK cực kỳ bá nha. Vì là Sum ở phiên bản này nó có một cái lượng phản lại rất là cao. Mình cũng đã có làm những cái clip mà đi Sum phản đồ các kiểu, những clip chon. Thì gần đây mình chăm sóc những cái clip hỗ trợ mới, mình chưa có ra những clip cho anh em xem lại. Mình chỉ hỗ trợ chừng nào mà cho anh em như tự hết, anh em vào đông đủ server, không thiếu một ai, thì mình sẽ quay sang mình làm những cái clip vui để phục vụ cho anh em nữa nha. Và đây là một cái clip quảng cáo một cái con game mobile sắp sửa ra, và quảng cáo cho anh em là một cái server mới bên mình mới làm ra phở ghi để phục vụ cho anh em nha. Và clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.